二三四，我想要带你去浪漫的土耳其，然后一起去东京和巴黎。Stop it. Get some help. Hey. Cây son là hàng ngon ngon, cây son 20k ở Đông Sơn nha, không tem không tên thương hiệu dùng Sida. Chị đánh son này thích lắm, cứ ăn hoài mà cũng đét trôi, thành phần son vương chất. Má, tôi ngại bật rửa chén, nấu cơm, giặt đồ. Má, nghĩ làm. Tại sao giờ mình về? Em bây giờ, hồi nãy em nấu cơm rồi, vô ăn đi. Hôm nay mới đi làm. Em chào chị, em là hậu, hôm nay mới đi làm. Mong chị bảo ban đi, em hôm nay mới đi làm. Là sao ta? Nói chung là em đau. Nhìn thấy tôi sắc ở kia không? Nhặt lên vứt. Mày đừng hòng đụng tới thằng gái của tao. Tránh xa thằng gái tao ra. Đồ nó ăn thì ăn, cúng thì cúng, đừng có cái kiểu ăn tạp. Đụng vào ai thì được, chứ mà đụng chúng thằng ghẻ tao là ăn đạp. Không phải mày không biết, nó là hoa đã có chủ. Có chút giận dỗi nhất thời, mày cũng đập đi giờ dùng cái chi. Thì đây thế mới chết còn tiền vay ít đè. Mày mới đi giờ đang giữa tháng, nên là tao méo 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 cơ. Anh không thích thì chia tay đi. Suốt ngày cầu chia tay chia tay. Ba biết bà làm vậy là ác lắm không? Rồi mắc mới thế này. Tôi đi lạc đường ở đây, tôi thấy chuyện bất bình vô đây cứu giúp được không? Lạc cái gì mà lạc hoài vậy má? Nè, tôi nói bà nghe nè. Mời các bạn ăn bim bim nha. Ôi, ôi, hôm nay mình ăn nha. Ok, đây. Tại sao một nhà bán hàng bán như vậy nhỉ? Lúc nào cũng vậy hết á. Anh cũng cho rằng là mình đúng. Xin lỗi anh nha, nhìn mặt em đẹp chứ em không có bị khùng. Hết chia tay giờ anh đòi quay lại. Anh nghĩ anh là ai? Mất cả hai tay cuối cùng kết quả anh cũng đã bị. Này cô bé đi đâu thế? Em đi đâu mà nhanh thế? Anh theo em từ nãy giờ. Yêu anh đi đừng làm tình vờ. Em không yêu anh đâu nhé. Em không thương anh đâu nhé. Sao theo em mà nói hoài? Sao theo em mà hỏi hoài? Mua. If you like the way I talk, then why am I
Ông chợp mắt lên làm gì? Ủa tôi đâu chợp mắt, đâu mắt tôi cái vậy đâu. Ồ vậy hả? Ờ. Vậy ông chợp mắt lên làm gì? Tôi chả chợp mắt gì cả, tôi nói chuyện rất bình thường. Thì tôi cũng nói chuyện nhanh rất là bình thường. Làm gì? Ờ làm gì? Chẳng làm gì. Ờ tôi cũng chả làm gì cả. Ừ.